mình làm nghề gì á cô? Ngày này không à? Cô đi lượm mấy vỏ này thôi. Dạ. Vậy là một ngày mình lượm được bao nhiêu vỏ? Ngày chắc tới hai mấy vỏ. Là được hai mấy ngàn. Dạ dạ. Dạ. Ở nhà cô sống dài mấy con quên rồi. Có hai mẹ con à? Dạ. Chồng chết rồi. À, anh bé đó. Dạ. Wow, đây là hành Đà Lạt á chị. Hành Đà Lạt bự quá. Bên này là bánh ướt đó cô chú. Bánh ăn kiểu cơm luôn. Dạ. Cho em một hộp bánh ướt nha. Dạ. Này có nhân đậu nè, phía bên trong có mỡ nữa. Mỡ thịt luôn. Mình từng có bán một đòn là nhiêu cô? Dạ, đòn này là 40 ngàn. Giữ nhang đi. Vậy là anh hai chai nhữ nhang nha. Uống cho hai thằng đẹp trai quay cho nó dữ dữ lên. Có làm luôn hả? Dạ. Ở đâu chị? Tiệm nào? 120. Giống một cá linh nữa ha. Cá này xương nhiều không ta? Không có xương. Đó, còn cá ngát nữa chú. Cá này chắc chưa. Dạ. Con cá này là con cá nâu hả cô? Dạ. Ở đây là nổi tiếng là nhiều cá nâu lắm. Rồi đi ra đi khác. Nhận gì gần đây em chị? Dạ. Dạ em chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo em ngày hôm nay. Hôm nay cùng em đi về Trần Văn Thờ để đi chợ Gạch Gán nghe cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều nhà người ta đã di dời chú khác cô chú. Dọc mấy sông này nè. Ở bên đây bây giờ thì không còn sung túc như ngày xưa nữa. Ở đây người ta đã dời nhà hết rồi. Cái nhà này cũng chuẩn bị dời luôn nè cô chú. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn. Chợ thì nằm ở bên đây. Ngày mới xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Trước khi đi vô bên trong chợ thì em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng nhìn tổng quan của thị trấn Trần Văn Thờ. Chỗ này thì cách sông Đốc là khoảng 17 cây và cách thành phố Cà Mau là khoảng 37 cây nghe cô chú. Rồi cùng em đi lại chợ Gạch Gán nè. Hôm nay thì chợ cũng vắng lắm. Mà chợ này là cũng có từ rất là lâu luôn rồi. Bên đây là nhà làm chợ bán quần áo nè. Tổng quan của chợ này thì có hai khu của chú. Một khu là bán giày dép, quần áo, cặp, ba lô bên đây. Còn khu bên kia là khu chợ nông sản thực phẩm. Đó. Ở đây là đầu chợ mình đi vô thì mình sẽ gặp khu này bên đây trước. Em nghe mấy cô chú đây nói là chợ này vắng là cũng mấy tháng nay rồi, cũng là vắng như vậy đó. Đây là nhà làm chợ Gạch Gán này cô chú. Ở khu bên đây buổi sáng thì hình như là không có ai mua luôn. Người ta dọn ra cũng trễ nữa. Bây giờ thì em thấy chợ nào cũng vắng như vậy đó cô chú. Hên hên đi bữa nào thì gặp chợ đông, còn bình thường là đi chợ vắng như vậy nè. Chút xíu nữa quay chợ nông sản xong thì em sẽ đi một vòng với bên trong chợ này nha. Ở đây bán quần áo, cặp, ba lô rất là nhiều luôn. Đó. Bên đây thì bán nệm, gói. Hôm qua quay ở U Minh á thì chợ cũng lay gai thôi. Đây cô chú.
tên nhà làm chợ Gạch Gán, nằm ở khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời. Mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt. Rồi cùng em đi vô, tiếp tục vô bên trong nha cô chú. Ở đây buổi sáng mấy chị dọn ra chảy lắm. Còn bên chợ nông sản thì cũng đông đúc ở phía sau, cũng lay gai thôi. Trên đây rất là nhiều cái sạp bán giày dép, quần áo ở đây luôn á cô chú, nhiều lắm. Đó, chị đem ba lô ra nè. Đó. Giờ cái này là chợ vắng vậy đó hả chị? Dạ. Chợ thì ở đây anh ta không có đi buổi tây buổi sáng, buổi trưa người ta mới đi á. Buổi trưa bán được lai gai không chị? Dạ. Em ở An Giang. Dạ. Em xuống đây quay cảnh chợ. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Bên đây bán giày dép nón bảo hiểm. Hôm nay đi với em thì có anh bạn ống kính ở đây á, anh đi đọc tiêu không biết. Ở bên đây chắc là người ta sắp cắt cầu này cô chú. Bên này người ta có mấy cây nóng hết trơn rồi nè. Sông này là sông Đốc cô chú, sông này là thông với sông Chẹm ở Thới Bình. Ở đây có mấy cái này chắc là ta chuẩn bị làm cầu á. Ở bên đây thì có cái bến đò này cô chú. Lúc trước chưa có cái cầu, chưa có cái cầu xanh bên đây á, thì người ta đi qua lại đây bằng cái bến đò. Ở bên kia là cái nghĩa trang bên kia. Đây nghĩa trang bên đây này cô chú. Còn bên đây là có cái bến đò nè. Bây giờ thì em cũng không thấy hoạt động nữa. Bây giờ người ta đi cầu hết rồi. Bên đây là cái cầu xanh nè. Đó cô chú nhìn thấy cảnh đẹp không? Cầu bên đây gọi là cầu xanh cô chú. Buổi sáng thì em thấy chỗ này là đẹp nhất á. Cái cầu đó người ta qua lại buổi sáng cũng rất là nhiều luôn. Phía trước cầu cái Hùng Binh nữa. Ở bên đó là khu vực khu hành chính. Wow, buổi sáng đẹp quá cô chú ơi. Đây đồng hành cùng em hôm nay là anh bạn ông Kính ở đây. Mong là cô chú ủng hộ cho hai anh em nha. Dạ xin chào cô chú chị các bạn, cả nhà ủng hộ cho anh em nha. Anh bạn ông Kính ở đây của em, ngoài quay chợ ra thì còn có quay chùa nữa, có rất là nhiều ngôi chùa đẹp nữa cô chú anh chị. Bạn có đi xem chùa, có đi tham quan thì vô kênh ông Kính ở đây nha. Đây có tiền thuốc tây rất là lớn luôn nè cô chú. Ở đây sáng thì em gặp mấy cô chú anh chị đi gõ cũng nhiều lắm. Ở đây có mấy anh bán dừa nè, bún nữa. Ở đây thì có bán quần áo nè. Đây đồ ăn sáng. Vừa bán món gì vậy chị? Cháo hả? Dạ. Đó cháo nè, rồi bún nữa hả chị? Bún mắm luôn. Dạ đó cô chú anh chị có đi chợ thì ăn sẽ ghé đây ăn sáng nè. Ở đây có bán bún mắm nữa, bún súp nè. Ở đây tôm nhiêu chị? Dạ 20 ngàn. Ở đây dạ 20 ngàn thôi. Dạ bán mấy giờ mới nghỉ chị? Em bán 9-10 giờ lận. Chỗ này ăn rất là mát luôn á, ngay mới xong luôn. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Lên YouTube luôn.
chứ nó giờ đó ăn sáng. Đây vô bên trong chợ Gạch Gán nè cô chú ơi, dọc bên đường thì em thấy mấy cô chú bên kia bán bánh trái rất là nhiều luôn. Ở bên đây bán trái cây. Chợ này khu này cũng rất là lớn luôn á cô chú, rất là rộng luôn. Có hai khu lắm, ba nhà làm chợ bên đây thì bán quần áo, giày dép. Còn nhà làm chợ bên đây thì bán nông sản, thực phẩm, cá. Wow, rất là nhiều đồ dùng gia đình luôn nè. Chị ơi, giờ này người ta đi chợ chưa chị? Thường giờ này người ta đi chợ chưa? Dạ, em thấy vắng quá. Dạ. Thường ngày cũng vậy hả chị? Dạ. Dạ, trong đó hả chị? Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha, chúc chị mua đất nha chị. Dạ, thấy vắng quá. Dạ. Đây là trái cam của chú. Bên đây là những cái sạp trái cây nè. Mùa dịch, mùa dịch là bán được luôn hả chị? Chị nói là hồi trước dịch thì bán được lắm, mà sau dịch thì bán chậm. Đó. À, tớp giờ luôn hả chị hay là mới đây thôi? Dạ. Mấy trước bán im ha. Mấy lần trước bán im ha. Dạ. Dạ. Rồi cố gắng lên bán đất nha chị. Dạ cố lên. Wow, cô bán ở đây cô có bán cổ lùng này cô chú. Đó, cổ lùng. Dạ con quay cảnh chợ cho bà con ta coi. Cảnh chợ chỗ này chỗ kia á cô. Dạ, con ở An Giang lận. Chào cô. Đây núm nè. Cổ lùng quân biết đặc sản ở đâu không? Của miền Tây đó nhưng mà không biết cái tỉnh nào. Dạ. Thường dùng núi nhiều ha cô. Thường ở vùng núi nhiều cổ lùng á. Em quay gần cổ lùng cho mọi người coi nè. Cổ lùng cổ lựa ngon lắm luôn á. Đó. Cổ lùng mê phải không? Dạ. Ở An Giang cũng có. Ở An Giang thì cũng có cổ lùng nhiều lắm á cô chú. Ở núi Cấm á. Sáng giờ bán được nhiều chưa cô? Chưa nữa hả? Dạ. Bán. Dạ. Mình đi bán xe hả cô? Tôi đã bán xe á. Dạ. Cơ nghiệp mấy cô ở trong chợ, mấy cô bán chậm lắm. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Rồi giờ hai nay mình sẽ đi vô bên trong chợ nông sản cô chú. Wow, ở đây có cô lùng bự chà bá luôn.
Vâng, đây có cô lục bự lắm luôn nè cô chú. Cô lục bên đây của chị này bự bự hơn cái cú lùng của bên cô bên kia nữa. Dạ. 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 Có quen thành phố không cô? Có quen thành phố không? Dạ. 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 Loài lâu mã cổ rồi nó vậy đó. Wow. Đây khoai mì nè cô chú. Quay thiệt hả? Thiệt. Khoai mì rồi khoai cao, khoai lang nữa. Khoai lang nữa nè. Rồi cô quay gì luôn nè. Dạ. Nè, dì 70 tuổi nè. 70 tuổi. Dạ, dì bán được ở đây bao lâu rồi dì? Dì bán bữa nay năm nay mười mấy rồi chị. À, mấy chục năm luôn hả? Dạ. Vì không không chồng không con không cháu không không mình nên nè à. Có chồng có con cháu mà nó có chuyện ghi hết rồi con. Dạ. Bán sống qua ngày thôi ha. Dạ. Rồi con mong là cô có bán được nhiều với lại nhiều sức khỏe được rồi. Có ở tỉnh có tại chợ gì không con? Dạ. Muốn hộ cô thôi ha. Muốn hộ cô khoai mì ha. Con mua tiếp ha. Dạ dạ, lấy con 10 ngàn thôi. 10 ngàn, ấy đủ, trời mua chỉ có 10 ngàn hả con? Ăn hết. Dạ. 10 ngàn, ký, 1 ký cô bán nhiêu? Cô bán 40 con. Dạ, lấy con 10 ngàn được rồi. 10 ngàn được rồi ha. Dạ. Tại có đi một vòng lát con qua bển mua bánh nữa. Dạ. Mua nhiều quá con ăn hết. Cô bán con vừa cho con luôn nè nha. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm luôn. Về cho con chứ phải là bán đi. Ở đâu quay vậy? Quay đây chưa? Dạ chưa. Dạ con. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, ngàn. Cảm ơn con nha. Dạ chưa. Con nó tên nó tuổi gì không con? Con tên tuổi cô hả? Ừ. Khỏi cô. Con tên Hồng nha con. Dạ. Ừ. Nó là Hồng ở ở sông Đốc lên nó bán tại huyện nha. Wow, đây là hành Đà Lạt hả chị? Hành Đà Lạt bự quá. Còn đây là khoai. Dạ chắc mai á. Đây là khoai từ Đà Lạt đó luôn hả chị? Ờ có lùng Đà Lạt luôn hả? Cái gì Đà Lạt là cũng bự hết trơn á. Wow, có lùng bự lắm á cô chú. Ở đây bán có lùng ký nhiêu chị? Dạ, ký 40 ngàn. Cũng bằng ở trên em rồi. Trên em An Giang cũng... Dạ. Đó. Củ lùng bự bự ngon mà, cái này chất lựa ra hết trơn rồi. Chứ lúc mình đào lông xộn là nó không bực bự gì đâu. Dạ. Rồi chúc chị bán đất nha. Ở đây có một khu đêm đây nè cô chú. Chung là khu này bán gãi gác rất là nhiều luôn. Bên đây nữa nè. Đó. Bên đây là đường đi vô nhà lòng chợ bán quần áo đó cô chú. Này có một số tiệm mới vừa mở cửa nữa, hình như là người ta bán chậm hay sao á, cái người ta làm biến mở cửa sớm. Nãy đi đây thích nhất là khu bên đây nè, khu bên đây thì bán bánh nhiều lắm luôn. Oh, nấm nè, đó, rất là nhiều nấm luôn. Một gỗ là một loại thôi cô. Dạ. Là một gỗ là giá khác nhau phải không? Giá là 60. Thì mua vô 60 đó. Dạ. Bán 75 ngàn nguyên. Thì bán này là 60, 65 ngàn thì bán vốn. À. Rất là nhiều nấm luôn. Phải ở nhà là mua nấm về nấu lẩu ăn à. Còn chị bán cải hả chị? Bán cải bưng luôn nè. Bán dạ. Mua hết trơn luôn. Bán ai mua hết trơn hả? Cái. Dạ. Dạ dạ dạ. Thì mấy anh quản lý chợ mời vô cơ quan. Ở đây nghe mấy chú cũng lịch sự lắm. Em nghĩ là không có gì xảy ra đâu nên em sẽ tắt máy ở đây nha. Mấy chú hỏi quay để làm cái gì
thì em nói quay cảnh chợ cho bà con xem, thì mấy chú nói là bình thường có gì trơn á, tưởng đâu là những đối tượng giả dạng vô đây á. Cái anh quản lý ở đây cũng rất là lịch sự, họ rất là tế nhị luôn. Thôi mình đi tiếp chợ nghe cô chú. Nãy là gặp tới cô bán núm ở đây nè, đó cho khách mua luôn. Thì tiếp cô bên đây nghe cô chú, bên đây bán bử và dưa hấu. Sáng giờ bán được chưa anh trai? Sáng được bán được nhiều chưa? À tính nhất là cái khu bên đây nè, khu cái cô bán bánh đó, nguyên một khu cái cô bán bánh luôn á đó. Đó. Rồi đi vô cái xe bánh của mấy cô nè. Wow, cái này là xương sa hả chị? Xương sáo cơ. À xương sáo chứ. Dạ đây là xương sáo này của chú. Xương sa chút xíu thôi đó. Dạ. Dạ. Gửi nước ngoài. Đó. Đi. Dạ quay gửi nước ngoài luôn. Đây là xương xương sáo của chú. Mình nấu này lâu không chị? Cái này đó hả? Dạ. Trời, nấu nghề này mấy chục năm. Dạ. Mấy chục năm luôn à, nghề gia truyền. À dạ. Rất là nhiều xương sáo này của chú. Chị em quay xíu nha. Đó. Mình nấu cái này mất bao nhiêu thời gian á chị? Mình nấu cái này mấy tiếng đồng hồ lận? À, một ngày. Một ngày luôn hả? Ừ. Dạ, mình làm sao mà nó đặt được cái gì? Hầm người nấu là tới chiều mới đổ ra thùng thôi. À, hầm tới chiều mới nấu đổ ra thùng. Từ sáng tới chiều đó. Dạ. Rồi tới sáng mai nữa mốt nó mới đặt. Vào lâu vậy? Vậy đó. Ừ. Là mình nấu trước một hai ngày mình mới đem bán. Không, như từ sáng đến chiều là ngày nay nấu nè. Dạ. Rồi nấu là ngày mai nó mới đặt. Dạ. Cũng dạ cũng lâu ghê ha. Dạ vào. Wow, đây là chắc trái cây quá. Chị có bán ly không hay là bán bọc không ạ? À? Dạ tưởng là có ly em uống ly. Đi mốt nhớ gửi tiền về cho cô xương sáo này nha. Dạ xương sáo. Cái này lát mình đem vô ly mình uống được không vậy? Ờ đúng rồi, cho hai thằng em hai bọc này đi, lát đây vô quán uống nha luôn. Cho hai bọc. Dạ. Vũ mua hai bọc hai giữ. Nghe bọc lát hai mình vô quán uống. Cái này là xong cái lượng. Ờ, nó bỏ nước ra nha. Nó bỏ nước ra nha. Ủa sao bỏ nước cơ? Ừ, mình không cần lấy nước này bỏ cá được đây. Cô vỗ xe này là sao cô? Vỗ xe này là mình làm sao? Mình đi bán hả? Ừ. Rồi mình lấy vỗ xe này đâu hả cô? Người ta bỏ, người ta vỗ nhà ta bỏ lượm được. Đó. À, phải cho con ngồi nói chuyện con xíu được không? Mình bán như là một bánh là bao nhiêu tiền? Dạ, một bánh 1.000 hả? Mình bán cho ai á cô? Dạ dạ, bình thường là cô đi làm nghề này không hả? Ở ngày này không à. Dạ, nhà cô ở đâu lận? Nhà cô ở chỗ ông Bích nè, chỗ nhà hai tải á. Đi ngang nhà hai tải hả? Ừ. Đây, mấy cô đi lượm mấy cái vỏ xe nè. Vỏ xe này là mấy chỗ người ta cắt nhà đó. Cái người ta bỏ đó. Cô bán một vỏ này là có 1.000 thôi à. Bình thường là mình làm nghề gì á cô? Ngày này không à? Cô đi lượm mấy vỏ này thôi. Ừ. Dạ. Vậy là một ngày mình lượm được bao nhiêu vỏ? Một ngày chắc có hai mấy vỏ à. Là được hai mấy ngàn. Ừ. Dạ dạ. Cũng không có ai hết trơn. Dạ. Ở nhà cô sống với ai? Nãy con quên rồi. Có hai mẹ con à. Dạ. Chồng chết rồi. À, thằng bé đó. Ừ. Đây thằng bé đây nè. Đó, bé đó. Con. Bé đây nè cô chú. Nó đang đẩy xe gì á cô? Ba cái tủ lạnh ta bỏ á. À, tủ lạnh của người ta bỏ. Ừ. Là bán phế liệu luôn ha. Ừ. Đó. Hôm nay thì có duyên gặp cô ở đây. Thì hoàn cảnh của cô thì cô đi lượm mấy cái này nè, đi lượm phế liệu á đem về bán. Đó. Còn chồng của cô đâu cô? Ông chết đâu rồi chú ơi. Dạ. Chết năm nay 3 năm rồi. 3 năm rồi. Con cũng thay mặt cô Julie Quỳnh tặng cho cô 600.000. Cảm ơn chú ha. Dạ. Đây 200.000 mua gạo còn 400.000 mình mua đồ ăn cũng được. Cảm ơn chú ha. Dạ dạ. Vui không? Vui không? Vui rồi. Dạ dạ. Rồi. Về khỏe nghe cô. Tội nghiệp mấy cô em gửi tiền cô mừng lắm. Đó hai mẹ cô, hai mẹ con của cô đó.
hàng này còn của cô ở trước đó, cô chú chuyên đẩy xe đi lụm phế liệu á. Nãy em quên hỏi là nhỏ nó mừng kìa, nãy em quên hỏi nhỏ nó có đi học không nữa. Đêm lại hỏi nó còn đi học không. Dạ. Ê, xíu nữa em mua ủng hộ nha. Con có đi học không? Dạ, không ạ. Con mấy tuổi rồi con không đi học? 11 hả? Hồi đó giờ con không đi học luôn hả? Dạ, nó không có luôn. Hộ khẩu chú ơi. Không khẩu không có đăng ký được. À. Nghèo khổ gì đó. Con tên gì? Tên Bảo. À Bảo. Không có tiền đi học luôn. Không tiền đi học luôn hả? Không chú ơi. Dạ. Dạ. Cái nhà của cô là ở đâu cô? Chỗ nào? Nhà ông hai cái luôn. Dạ. Là cái nhà. Dạ, cái nhà có dột nát gì không? Không. Dạ, ở được ha. Cho cái nhà đó. Dạ vậy là ở được. Ừ. Dạ dạ. Hồi đó tôi ở đây gốc chuối không à. Ở gốc chuối hả? Ở gốc chuối che có xương không à. Đó. Này con, cho chú cho con hai mì ăn nè. Cảm ơn chú Hoàng đi. Rồi. Bỏ tiền không? Không có tiền. Cái bánh nó bán được 1.000 đó. Một cái bánh này là 1.000 đồng. Còn cái tủ lạnh nó kia bán phế liệu á. 20.000. Dạ. Tại cái tôi giúp quá chú đi. Dạ. Đây đảo lại quay bánh của mấy cô nè. Nhìn bánh rất là đẹp luôn. Bé nãy mẹ nó nói được tặng tiền nó mừng lắm á cô chú, mà ở xa quá em quay không có thấy. Bánh này, bánh này gọi là bánh gì chị? Bánh ướt. Bánh này là bánh ướt cô chú. Dạ dạ dạ, cảm ơn chị, cảm ơn cô chứ. Bánh ướt rồi xoài nữa. Bánh ướt hộp như chị? Dạ 15.000. Cho em hộp bánh nước nha. Mua ủng hộ mua ủng hộ chị một hộp. Đây xôi nè cô chú. Đây là chắc là xôi mặn. Xôi mặn nha cô chú. Này đồ chơi hết rồi mặn vậy. Bữa là mua bánh ăn trừ cơm luôn. Đi lai à? Dạ. Cho em một hộp bánh nước nha. Dạ. Dạ em quay YouTube chị. Dạ, cảm ơn chị. Cô bán xôi nè, xôi này chắc là xôi lá cẩm á. Dạ. Đó, xôi lá cẩm rồi xôi đậu nữa. Một hộp gì là nhiêu tiền cô? Đây là bánh tét cô chú. Đó cô chú thấy bánh tét ngon không? Đó. Ở đây có nhân đậu nè, phía bên trong có mỡ nữa. Mỡ thịt luôn. Mình từng có bán một đòn là nhiêu cô? Dạ, đòn này là 40.000. Còn đây là bánh nước cho. Đó. Bánh bò, bánh tiêu. Cho con hộp sữa mặn luôn nghe cô. Tôm nhỏ nhà là có ăn được ngủ. Mua cho bạn Quân ăn luôn. Cậu. Dạ. Dạ, hộp này là 20 hả? Quân ăn hộp này nghe Quân. Hộp 20 đi cô. Bữa nay là ăn bánh trừ cơm đúng không? Ở nhà có cá, còn
Bên kia cô bán bánh ít nữa kìa. Bánh ít mua gỏi quên. Bánh ủ hả? Cho bánh ít hả? Đây bánh 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 ủ của cô chú. Wow, bánh bánh này bánh dây lợn hả chị? Dạ, đây bánh dây lợn này cô chú. Nãy bạn ấy mua chưa? Mua bánh ủ ăn à? Chiều bánh dây lợn. Dạ. Tại con không có nấu cơm ăn, con không có cho nướng. Dạ. Dạ, bữa nay con ăn bánh dừa cơm nè. Bánh gì vậy? Wow, mít nữa nè. Bánh dừa cơm. Buổi sáng mấy cô ở đây bán bánh nhiều lắm luôn á. Bánh bò. Có cái bánh này bánh gì đẹp đẹp đó chị? Bánh cuốn hả? Bánh cuốn, bánh ướt, bánh ướt ngọt á. À, bánh ướt ngọt. Bánh ướt cuốn dừa. Dạ. Nó ở trong có đậu hả chị? Đậu xanh rồi dừa. Dạ. Một cuốn nhiêu tiền chị? 4-5 ngàn. Dạ, lấy cho em 2 cuốn thôi. Nãy giờ một bánh nhiều quá ăn không hết. Hai bánh gì hai? Tép bánh bò gì tép con ơi. Bánh bánh này là bánh cuốn của chú, còn là bánh bò xốp. Ăn gì không? Bánh bò xốp nữa nè. Wow, cái mẫu bánh dây lợn này bự quá, ngon quá. Đậu lá. Chị bánh dây lợn làm lâu không chị? Làm mấy tiếng đồng hồ mới xong. 45, 30 phút. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Cô này bán bánh rất là nhiều luôn á cô chú. Mấy cô ăn bánh. Bánh ú, bánh tét, rồi bánh bò, bánh bánh lá phai lá phai mờ. Ý là lá mờ. Mấy hai cuốn ra đi. Có gì nữa không? Dạ. Con này có này không ạ? À? Dạ, dạ bánh mờ bánh lợn nhìn rất là ngon nè. Hết luôn. Chị vậy sao hai màu khác nhau á chị? Cùng một bạch, cùng một loại bánh luôn hả? Dạ. Dạ. Cùng một loại bánh mà hai màu khác nhau. Cái màu gì nó có mới gan luôn hả chị? Đó. Gì? Em. Dạ dạ con đi quay cảnh chợ người ta buôn bán này kia. Dạ. Một hộp vậy là nhiêu tiền chị? Hộp vậy 10 ngàn cái này. Dạ dạ. Lấy cho em một hộp này luôn nha. Muốn ủng hộ mấy cô người ít. Đây rất nhiều cái sạp bán bánh của mấy cô. Đó, hộp gì là có 10 ngàn thôi. Từ ngày bán mấy giờ mới hết chị? Cả 11 giờ này. Dạ dạ. Nhìn đây luôn. Dạ em có tiền. Dạ. Đại gia là có nhà lớn đó phải không? Nhà lớn chừng mượn nhà ta chứ. Dạ. Hết chưa? Hết chưa? Còn cá nữa ha, nhiều cá quá ha. Bữa nay người đó cháo
cá bóng với lại cá đói. Bên đây có nhạc, quay không biết có dính nhạc không ở đây. Là mai nha cô. Vậy hả? Dạ. Sao chú? Dạ. Đây bánh mì đây. Cô bán bánh mì không hả? Cô bán bánh không hả? Dạ dạ. Bánh mì không thôi. Ổ nhiêu á cô? À, cái này ổ 10 ngàn, này có 5 ngàn, còn đây có 2 ngàn thôi. Dạ, ổ 5 ngàn, 2 ngàn, 10 ngàn. Cô bán lửa luôn. Tới đó cô bán bánh mì thịt. Không có, cô không có bánh mì thịt. Dạ. Ăn bánh mì xong rồi thì qua uống nước nha. Em bán nước gì vậy? Sâm hả? Quân là uống sâm Quân. À, sâm sâm này là sâm gì em? Sâm bí đao. Đây là sâm bí đao. Đây là sâm dưỡng nhan. Là ai xấu ăn vô là đẹp là đúng không? Đây. Xem vô lượng. À, một chai này là nhiêu tiền em? À, chai này cũng 10 ngàn luôn hả? 15. Chai này nhiêu? Uống như nào Quân? Chai nào dưỡng nhan đi. Dưỡng nhan cho đẹp da. Vậy, vậy là anh hai chai dưỡng nhan nha. Uống cho hai thằng đẹp trai quay cho nó dữ dữ lên. Mấy bên này nắng quá, da xấu rồi, uống cho đẹp da. Mày uống cả mấy chai thì da đẹp em. Ngày nào cũng uống da đẹp à. Ngày nào uống mà. Em bán đây lâu chưa? Em mới bán mấy ngày à. Mới ra nghề hả? Lúc trước em bán trong chợ này hay là chợ nào? Nó ở trên nhà nó bán, lên mạng nó bán. À, bán online hả? Em bên online là cái tên nick của em là gì anh giới thiệu luôn cho. Nghi Trần. À, rồi anh gửi. Nghi Trần, Trần Văn Thờ. Em học 12 xong rồi hả? Em tin tưởng em học, em còn học. Này số điện thoại của bạn nè. Giao hàng. Cô chú, anh chị, các bạn có mua hàng thì liên hệ với em nha. Em tên Nghi hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Rồi, đi vô bên trong đây cô chú. Ở đây nhạc quá trời, không biết có dính bán quyền không nữa. Dính á, bữa thì dính à. Dạ đây là bên khu chợ nông sản thực phẩm nha cô chú. Phía bên này thì bán trái cây nè. Còn phía bên kia là bán rau củ quả, thịt cá. Hôm nay thì em thấy hàng quá mấy cô bán rất là nhiều luôn á. Wow, trứng vịt, trứng ngỗng rất là nhiều luôn. Bên đây có trái cây nè cô chú. Hàng quá rất là nhiều luôn á. Đó. Đó, đi thẳng qua bên đây là mình sẽ đi qua bên khu bán thịt bên kia. Đây khu bán tạp hóa, nước tương, nước mắm. Cái này con thấy vắng khách quá ha cô. Dạ. Hôm nay con đi chợ nào con thấy cũng vắng hết trơn, đồng nghiệp mấy cô. Dạ. Dạ. Mấy cô bán rau củ quả, tạp hóa nữa. Em thấy chợ này vắng lắm luôn á. Lâu chưa cô, vắng lâu chưa hay là mới đây thôi? Cả tháng rồi đó con. Cả tháng rồi con. Dạ dạ. Giờ không có người đi. Dạ. Đồng nghiệp mấy cô quá. Rồi mấy cô cố gắng bán nha, chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Mình đi ở khu bên đây, bọc của bên kia nghe cô chú.
đường đi bên đây qua bên kia nữa nè. Mình phải đi đầu bên đây hoặc là đi đầu bên kia. Rồi, mình đi vô bên trong tiếp tục nha cô chú. Bí đao. Cái bầu nữa. Ý, không có cái bầu, có bí đao không à. Dạ. Con nhìn cái này tưởng đâu là cái... Ủa, cái này cái bầu không bí đao cô? Cái bầu này bí đao. À dạ, vậy là con nói đúng rồi. Nhìn giống cái bí đao quá. Chỉ bí đao đó cô chú. Ở trên con cũng trồng bí đao nhiều lắm. Ờ, cái này là cái bí đao này bầu. Dạ. Đó. Quay gì vậy? Dạ, con quay cảnh chợ chỗ này chỗ kia cho người ta, bà con ta biết chợ chỗ này chỗ kia vậy đó. Và cô đây cô bán bí đỏ nữa nè. Bí gợ. Dạ. Đó. Nhiều lắm á cô chú. Cô bán ở đầu chợ bên đây á. Hàng của cô rất là nhiều luôn. Rồi cảm ơn cô nhiều nha cô. Mình đi vô tiếp tục bên đây nha cô chú. Hồi cái đầu chợ bên kia có mấy chú hát nhạc nên em không quay đầu bên kia qua. Em đi đầu bên đây ngược qua đây. Chỗ này thì bán thịt heo. Đó, xa xa cô chú thấy thịt heo á. Bán ngừ luôn hả? Bán luôn. Dạ, tặng luôn mấy chục ký luôn ha. Sáng giờ bán được nhiều vậy chị? Lê gai ha. Dạ, chị làm nghề tá tô hả? Chị làm nghề xăm môi hả? Spa hả? Chứ không phải tá tô ha. Tá tô là xăm mình á. Dạ. À, chị cũng có làm. Có làm luôn hả? Dạ. Chị là chủ tiệm xà ba. Ở đâu chị? Tiệm nào? Ở làm cũng ở huyện Cần Thơ. À. Giờ về trên khu chơi. Dạ. Mà chị đi làm dạo. À, làm dạo ha. Chị học ở trên Sài Gòn đó. Dạ. Rồi người ta muốn làm mà ta điện cho chị ha. Chị tiệm lâu rồi, mười mấy năm rồi. Dạ dạ. Còn bây giờ là ai làm là tiệm hay là điện chị? À, chị tiệm rồi chị có nhân viên rồi chị chạy số. Dạ. Tiệm tên gì? Spa Tigon. À, Spa Tigon ở huyện Trần Văn Thờ đó cô chú. Dạ. Đó. Chị cũng đi học tùm lum á, chị đi tùm lum á. Dạ. Ai muốn làm đẹp thì lại Spa Tigon nha. À, chị đi có bói. Bói luôn hả? Đúng rồi, dân tự. À, không phải là nghề mà là nghiệp. Dạ, nghiệp ha. À, là giống như là không làm là bị thành. Dạ, chị nhìn mặt chị đón được không? À, nói tuổi. Em tuổi ngọ ngọ. Năm 1990 là 34 tuổi. Dạ. Mấy năm qua thì không ổn. Mấy năm qua không ổn hả? Mà năm nay cũng không ổn nữa. Năm nay không ổn luôn. Năm nay là còn năm chót á. Dạ. Em có gia đình chưa? Dạ chưa. 34. Năm nay tốt không tốt chị? Năm nay cũng còn giống như là thí dụ mà người ta nói 33 là hết đúng không? Dạ. Nhưng mà 33 chưa hết. Dạ. Còn góp dầu vô giống như là tháng 3, tháng 9 là tốt hả? Không. Là không tốt, không tốt. Tháng 3, tháng 9, tháng 11. À. Dạ. Nhưng mà ví dụ em cứ có cái công việc gì em cứ làm bình thường. Dạ. À, mình ăn chay đi chút đỉnh. Dạ. À, niệm Phật đi xe cộ thì cầu bình an. À. Trong đi chùa lấy Phật cầu bình an thôi. Em coi em làm ăn được không? Ví dụ em muốn làm ăn thêm em phải cho coi cái mặt tiền của cái ông đó. Chị coi dạ. Chị coi trực tiếp cho câu like rồi chị coi bên Mỹ bên Pháp luôn á. Dạ. Chị coi giống như hồ sinh hương vậy đó. Dạ dạ. À. Vậy là em năm nay không tốt. Bên chị là đạo Phật. Em cũng đạo Phật nữa nè. Ví dụ chị biết cái xác của người chiến sĩ nằm
Dạ biết luôn. Chị muốn giúp không? Dạ. Nhưng mà đa phần là chị làm phước chị mới lấy tiền. Dạ, chị coi giùm thôi hả? Thậm chí chị thiếu nợ chị cũng làm phước. Dạ. Năm ngoái là chị thiếu nợ đó, ví dụ chị không làm thầy năm ngoái là chị cũng thiếu nợ đó. Dạ. Chị bể luôn đó. Nhưng mà giờ bây giờ thí dụ có gạo là hết gạo đem đi cho. Dạ. Nhưng mà em... không có cho tiền nha. Đặc biệt là không có cho tiền nha. Thí dụ muốn giúp đỡ người ta vô trong tới nhà người ta đi giúp đỡ. Dạ. Em thì đi có duyên gặp ai thì em giúp người đó. Nhớ là chị nói thẳng ra là nghiệp nhiều quá à. Giờ dạ. Sao cho nó bớt cái nghiệp lại chị thôi chồng thẳng hôm nay giúp con. Dạ. Chồng thì nó đánh đuổi đi chứ khi nó thiệt. Dạ. Bây giờ sống giống với con ha. Chị bây giờ ta muốn liên hệ chị là liên hệ số nào? 0941 0941 520 520 952 dạ. À, giống như là thí dụ mà muốn cái dòng nó về nhà. Dạ. Chị nói với người mất nằm đâu chị chỉ. Dạ. À, chị chỉ cái cách sao mà để dòng về. Chị cách sao mà rước dòng về. À, hoặc là em bé nó khóc nhiều quá. Dạ. Không ngủ được. Nó chắc nó thấy cái gì nó sợ gì á. Dạ. Còn muốn ông thần tài ông thổ địa thỉnh thần sao muốn có nhà có cửa điện kiện cái. Dạ. Ví dụ nào mới mốt là chỉ làm. Dạ. Là những người nghèo là chỉ dạ. Lấy tiền à. Dạ. Chỉ lấy tiền mỗi còn ai khó khăn giúp đỡ luôn tiền nước biển nha. Dạ. Bởi vì lên sát hoài là chị mệt chị phải lấy tiền chứ. Dạ. Ví dụ muốn rước chị đi thì phải có xe chở chị đi chờ hoặc là có tiền để chị đi chứ thí dụ làm rước hoài mà không có tiền sao chị đi được. Dạ. À, chị còn con kia đó. Dạ. Chị làm phước thiệt nhưng mà thí dụ mà lợi tới chỗ nghèo khổ quá không? Dạ. Thì chị không lấy tiền. Đó, không lấy tiền nhiều. Cô này biết nhà má chị. Dạ. Cô là... bán số hả cô? Dạ. Cô quay gì đây? Con quay cánh chợ con. Vậy đó hả? Cánh chợ hả? Ở đâu con đi quay vậy? Con ở An Giang. Ồ. Anh chị ở anh Long Xuyên An Giang. Dạ, em ở An Giang. À, là Long Xuyên An Giang là ổng buôn gỗ. À. Ở huyện Trần Thời nè. Ổng mới về Hồ Thuyên. Huyện gì chị? Ở đây ổng đang ở Trận Thời là ổng ở khóm 8 là nhà ba mẹ chị đó. Dạ. À. Cô ơi. Con thay mặt cho cô Julie tặng cho cô 200.000 để mua gạo nha. Trời ơi, cảm ơn biết bao nhiêu trời. Dạ dạ. Ơi, cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Ba chị là chị thôi chồng rồi xong á đuổi chị đi lấy nhà lại chị về. Dạ. Nhà về. Giống như là chị là ôm hết nhưng mà được cuộc đời này nó mỉa mai lắm. Đuổi chị đi lấy nhà lại giống như là trong phim vậy đó. Dạ. Anh nhờ chị ví dụ mà chị không mắc giờ... chị là chị đi vô chùa chị quy Phật Pháp á. Bây giờ sống tự lập được rồi. Không cần ai nữa phải không? Nói chung là không cần ai nhưng mà thí dụ mà bà con dòng họ đừng để. Dạ. đừng có đẹp đừng có giống như gieo tiếng ác cho chị. Dạ. À đừng ăn hiếp chị nữa. Dạ. À. Bây giờ nếu mà có anh nào thương chị chịu không? Không dám nghĩ tới. Dạ. Nói chung là từ từ á. Dạ. Rồi cố lên nghe. Em chúc chị bán đắt nha chị. Rồi cảm ơn. Dạ. Em. Rồi em đi nha. Vậy là em lưu số đi, thí dụ như Long Xuyên chị điện em. Dạ, em có lưu số nãy rồi trong phim của em rồi. À vậy hả? Rồi, cảm ơn chị. Dạ ở dòng cống á. Dạ. Dạ hẹn gặp lại chị nha. Dạ. Rồi đi qua bên đây cô chú. Khu bên đây mấy cô bán cặp cái bờ cỏ nè. Hoa hồ đây là cá biển cô chú. Đó. Cá biển. Đó, cá biển nè. Anh cho em quay cá biển xíu nha anh. Cái này là cá cam phải không anh?
À, cá ngừ. Dạ. Cá ngừ ở đây nhiêu ký anh? 60.000 một ký cô chú. Đó. Chị gành cá biển không chị? Không biết luôn. Là tính hỏi gì cơ? Cái chim đen. Vậy là gành ơi. Đó. Cá ba thú. Cá ba thú. Cá này là cá cam. Cá nào cá cam chị? Cá cam bên đây nè cô chú. Cá cam là nó vuông vuông vậy phải không? Nó tròn tròn cái đẹp này nè. Dạ. Chị mua cá cam hả? Mua cá cam. Ký 70. Dạ, ký 70.000. Ở đây gần cửa biển không anh? Dạ. 17 cây là tới. 17 cây là tới. Ờ gần sông Đốc đó phải không? Cửa biển ở sông Đốc. Gần nên cá nó cũng còn tươi á cô chú. Cho anh em cá biển về cho anh em là nó không được tươi gì đâu. Dạ em ở An Phú, An Giang. Xa lắm. Cách mấy trăm cây lận. Đường này đi lạc đường. Rồi cá nâu bự. Đây hai chị bây giờ nói chuyện với em nè. Đó. Bây giờ ngồi chị cá cho em đó. Nhiều khu bên đây là buổi sáng là đông nhất luôn hả cô? Đông nhất là khu bên đây. Nãy giờ em đi máy dán tanh nè. Chợ Hợp Tan. Dạ. Chợ này gần tan hả cô? 9 giờ, 10 giờ tan. Dạ. 9, 10 giờ là tan à. Cái này làm giống Minh Tân quá vậy. Con đi cánh chợ quay cánh chợ này kia hả con? Dạ. Dạ. Cá nâu là dạ. Con cá này là con cá nâu hả con? Dạ. Ở đây là nổi tiếng là nhiều cá nâu lắm. Ở gần con Minh cũng nhiều cá nâu lắm con. Mà ngày qua con quay không có thấy. Con nghe ta nói thôi à. Cá này là cá nâu này cô chú. Cá nâu mà 1 ký nhiêu hả cô? 250 ngàn 1 ký cá nâu. Tùy theo lớn nhỏ chứ không phải là gồm chung mà nói. Cá này là lớn chưa cô? Lớn rồi đó. Này trên nửa ký thôi á. Dạ, trên được kiếm một con rồi đó. Còn con cá bên kia là con cá gì cô? Cá ghìa. Cá ghìa. Cá ghìa chứ không phải là cá linh ghìa. Tụi quay này đem đi đâu rồi? Con up YouTube cho bà con ở xa ta coi á. Dạ. Tụi biết chợ Trần Nhân Thờ. Ừ. Năm mới này bữa nay mà đi chân ngày ấy buồn lắm. Dạ, con cái này là cá gì cô? Cá móm á, cá trắng. Cá móm. Cá móm. Này cá heo. Dạ, cái này làm món gì ăn hay ngon hay cô? Bự nó phải nó nhỏ gì đây đâu, tại vì ba bán cũng nhiều rồi. Dạ. Nó còn lại cá nhỏ. Dạ. Đó, cô chú anh chị có mua cá nâu thì giờ ra phía sau chợ nè. Cô ba có bán cá nâu. Dạ, con cảm ơn cô ba, chúc cô ba bán đắt nha. Cảm ơn con. Đó. Hai bên ra bán rất là nhiều cá luôn á cô chú. Cá đồng rồi, cá rô biển rồi đó. Dạ. Hai bên cá rất là nhiều luôn. Dạ, bữa nay chợ cá nhiều hết cô, nhưng mà ít người thôi à. Dạ. Dạ. Rồi cố lên nha cô. Wow, đây là con cá rùa biển gì nè. Cá rùa biển ở trên em hiếm lắm luôn á. Mà ở đây em gặp nhiều. Ở đây chắc ta nuôi vuông ha chị. Dạ. Cá gừng của mình. Cá gừng của mình. Đây cá rùa biển của chú. Cá gừng của mình. Cá thiên nhiên luôn. Đó. Khu đây bán nhiều cá lắm. Chị bên đây là bán cá nước ngọt nè, cá sặc. Sặc sặc này gọi là cá sặc sặc bướm. Sặc đậm á, đẹp ạ. Sặc đẹp, sặc đẹp. Sặc bướm là nó đen. Nó đen đen á. Đen trắng đó. Dạ. Đó. Mấy... cá được cá đẹp đó à. Dạ, mấy cái bự lắm. Mấy cô ở đây chắc gành cá biển nhiều hơn cá nước ngọt hả? Cô đó ba biển mới lên đó. Dạ. Đó, cá lóc đồng luôn nè cô chú. Thì cá lóc đồng ở đây bán nhiêu ký á chị? Cá này thì là 90, cái đó 120. Dạ, cá này là 90. Còn cá này là 120 nè. Cá bự 120. Đó, cảm ơn chị nhiều nha. Ờ. Đây còn cá lăng bự quá. Cá ngát. Cá ngát hả chị? Cá ngát.
Dạ. Ờ, cái này là cá ngát, em nói lộn. Đó, cá ngát này cô chú. Cho em xin phép quay xíu nha chị. Đó, còn cá ngát đó cô chú. Cá này chắc chưa có lớn. Cá này cũng là chung chung mà. Dạ. Cá bự nữa là mắc hơn nữa hả chị? Ừ, mắc hơn. Dạ, bên đây là trứng trứng cá ngát bên kia kìa. Dạ. Đó, trứng cá ngát đó cô chú. Cá ngát bao nhiêu ký hả chị? Dạ. Dạ. Ở đây cô bán cá ngát nữa chú. Cá ngát xong luôn á. Nói là cá lăng nè, ở trên vùng trên ta nói là cá này là cá lăng nè. À, cái này là cá mập ha. Mà cái này là cá dồ chó là nãy chế bằng rồi. Dạ, cá dồ chó hả chế? Cá dồ chó, dồ biển á. Dạ, ngộ ha. Mà người có 3 chai. Dạ, giống cá mập quá. Cá dồ biển. Cá dạ. Bằng dồ chó. Dồ chó. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Đây cá quá trời nhiều luôn chú ơi. Cá tươi tươi không à, tươi ngon lắm. Wow, con cá đói khổng lồ. Đó. Cá đói bự sức luôn. Cá rù phi ở đây cô chú. À, chị bán một ký 25 ngàn. Wow, cá đói bự quá. Thiệt. Cá chẽm luôn hả chị? Đây cá đói bự lắm cô chú. Cá đói là nhiêu ký chị? Cá đói là 120. 120. Giống con cá linh nữa ha. Cá này xương nhiều không ta? Không có xương. Chị mua làm món gì chị? À, chị mua về kho tương ha. Cá đói nhìn ngon lắm cô chú. Chị mua về kho tương. Đây, cá chẽm nè. À, cá này chắc hơn ký quá. Cá chẽm ngon quá. Đây cá ngát nữa nè. Wow, ở đây cá nhiều lắm luôn cô chú. Dạ, bạn quay phim lát bán hết trơn luôn. Chị, anh đây là mình mua bán lại hay là mình nuôi vuông chị? Dạ. Tôm rồi cá đói quá trời nhiều luôn. Cá đói đây cá có tươi luôn á cô chú. Bình thường cá này cá đói là bự chưa chị? Còn bự nữa. Đây con cá chúc châu nè. Wow, cá chúc châu bự quá. Đó. Dạ con em ở An Giang. 117.000 cưng ơi. Chị biết ở An Giang không? 117.000. Kêu ăn gì tiếp chế hay kêu? Chị ở Cà Mau luôn hả? Đây ở Cà Mau đi mua đồ về Đồng Nai. Dạ về Đồng Nai. Đồng Nai. Dạ em cảm ơn chị bán cá đói nha. Chị nãy giờ cho em quay cá đói với lại cá chẽm, cá ngát nữa. Nó cái này cá ngát này cô chú. Đưa lên mai mốt là bán hết trơn luôn, bán đắt luôn á. Đây là bán chị bán bông bí đỏ. Mà bán bông bí đỏ thì bán thêm cá lóc đó chị. Vậy nấu canh. Đủ bộ nấu canh luôn. Đỗ Quân đây là cá gì? Cá này con cá mè. Cá linh cám. Cá mè. Cá mè hả? Dạ. Cá mè giấy mịn nè chị. Em tưởng đâu cá linh cám không à? Cá mè giấy mịn. Cá mè qua là khác nữa hả chị? Nhìn cá dễ thương ha. Đây là con cá mè. Mè giải mịn.
mình cái giải nó nhuyễn á, cái giải mịn nó có chút không mua mắm cỏ mình bán hai con ở đây nè, chứ qua nã nó trắng tươi đó, có mè dinh bự, cái giải bự. Ở bên này có mấy con em bán đây nè, cái mè dinh nó có cái bề ngang hơn nữa, nó bự. Giờ này mấy cô đi chợ đông lắm các chú. Tưởng đâu là chợ này vắng vẻ không không vui, nhưng mà khu phía sau đông vui lắm. Em cảm ơn chị bán bông bí đỏ nha. Chị bán cá dễ mịn nè. Chị bán cá mè. Wow, bên này quá nhạt rồi. Đó, đây cũng có cô bán cá rất là nhiều luôn. Rất là nhiều cá, rau, cá gì cũng có hết cô chú. Có cá biển rồi cá nước ngọt luôn. Rồi, mình đi qua khu bên đây nữa nha. Cô bán rau nè. Chào chị. Chị đi bán rau nhiều lắm luôn nè. Bên đây có chị luôn hả? Dạ. Đây, cái bí đỏ và chà bá luôn. Ở đây chị có bán cái lá gì nè cô chú. Chị lá này lá gì hả chị? Đủ thứ hết trơn à. Để ăn bánh xèo hả? Bánh xèo hả? Đó, lá này là lá để ăn bánh xèo đó cô chú. Cái lá này mình mua ở đâu chị? Cái này hái ngoài ruộng. Hái ngoài ruộng, chị hái luôn hả? Dạ, cô chế bán. Dạ, chế bên đây bán. Chế bên đây bán giùm. Chị bán rau rất là nhiều luôn đó cô chú. Rau thập cẩm là ký 40.000. Thấy chị bán rau ở đây là bán nhiều rau đó. Bên đây quay chị bán rau xíu. Thấy chị dễ thương chứ bán được đó cô chú. Là cái ghế của chị Ngầu luôn. Cho ngồi ghế xíu nha chị. Rồi đi ra chỗ khác. Ừ.
Nhà gì gần đây không chị? Dạ em qua gần. Dạ. Đây bình thường là chỉ ngồi đây chỉ lật con súng nè. Nãy đi ngang gặp chỉ lật con súng là rất lâu luôn. Ở đây bán được con súng nhiều nhất hả chị? Cũng đủ thứ hết anh. Dạ. Em thấy chị lật con súng nãy giờ rất là lâu á. Gần khu bên đây nè, có gì bán rau cũng rất dễ thương. Cô chú anh chị có đi chợ mua rau ghé chỗ này chị bán dễ thương lắm. chị tên gì chị? Chị hiểu tên được không? Dạ, em Thảo. Thảo ha? Dạ. Chị Thảo bán rau. Cướp cái ghế của chị ngồi luôn rồi nè. Thôi chuẩn bị đi nha. Cái này mình ăn sao chị? Ăn sống, nấu canh gì cũng được hết anh. Ăn canh hả? Mắm ngon lắm. Dạ, ăn sống được không? Được chứ. Ăn sống mình chấm với mắm hả? Mình chấm cá kho đủ thứ hết. Dạ. Ở trên em cũng có nhiều này lắm luôn nè. Dạ. Cái này gọi là bông súng phải không? Dạ. Nói cho em biết mà. Một ký nhiêu chị? Dạ, 25. Dạ. Rồi, chọc chị nhiêu thôi em đi nha. Cảm ơn chị. Rồi, mình đi ra ngoài một chút. Nãy giờ chọc chị bán rau. Ở ngoài chị có một bọc con súng luôn kìa. Bắt đầu lật tiếp hả chị? Lòng súng tiếp hả? Rồi, con súng có trời nhiều nè. Cái này là mình hái hay sao chị? Dạ không, em cân à. Cân của anh ta. Đó, con súng dài thòn luôn. Con súng này người ta hái ở đâu biết không chị? Dạ, của U Minh hả? Dạ dạ. Rồi em đi nha. Bây giờ chọc chị nhiêu đủ rồi. Rồi mình đi ra bên ngoài luôn nghe cô chú. Ở bên đây có cái lo hát nhạc nè. Em biết em quay có bị dính bán quyền hay không nữa. Tại bây giờ YouTube khó lắm cô chú. Có quay nhạc nè, quay cá thịt mà có máu nhiều á thì hạn chế quay lắm, nên em ít hay quay thịt lắm. Cô chú anh chị các bạn thông cảm cho em nha. Đó, tổng quan của chợ nông sản hôm nay mấy cô bán đông lắm luôn á. Dạ, bây giờ là những hình ảnh của chợ Gạch Gán thuộc thị trấn Trần Văn Thờ, tỉnh Cà Mau. Trong video ngày hôm nay thì em có sử dụng số tiền của Julie Win là 800.000, số tiền còn lại là 1.130.000, anh sẽ dùng cho các video lần sau. Giờ đến đây thì em xin kết thúc video của em tại đây. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó, An Giang của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau. Hôm nay trời rất là đẹp luôn cô chú ơi. Buổi trưa nóng cháy đầu luôn. Buổi sáng thì lạnh lạnh. Trời trong xanh nè, mà buổi trưa nóng 36 độ luôn á. Còn đây là những hình ảnh của nhà làm chợ Gạch Gán. Dạ em xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau.